tính hai của chuyến đi 3 ngày, mà là hôm nay là thứ bảy rồi, 11 giờ trưa ở đây rồi. Giờ từ cửa khách sạn casino này thì mình đi qua qua thác Niagara Falls, rồi giáp danh giữa Canada và Mỹ á ha. Hiện giờ đang trên đường đi, anh Leo lái xe. Hôm nay là ngày thứ hai của hai đứa, hôm nay là có chuyến ở đây nữa, đi giếng cái thác này xong rồi đi vòng vòng xong cái thác này rồi là đi về lại New York City và tham quan tượng nữ thần tự do ha. Rồi bắt đầu là ngủ lại ở cái New York City đó, sáng chủ nhật tham quan. Hôm nay là chỉ tham quan cái thác thôi, còn chủ nhật nữa là mới tham quan cái trong vòng New York City, và sau đó sẽ đi hết một ngày chủ nhật thì lên đường về nhà thì cũng phải tối khuya chủ nhật ha. Tới đâu quay tới đó ha. Giờ là cảnh tiếp, lên đó cảnh đẹp mình sẽ quay lại. Cái mặt anh Leo anh đói bụng, anh đợi mình không chịu ăn, tại vì mình ngựa mình tốn thời gian rồi xong mình không ăn được, cái mặt anh nó cục. Đi tới đó sớm thì mình kiếm ăn. Chút nói tiếp. Quay cảnh này đẹp hơn nè. Cảnh này hai đứa nhìn tươi ha. Hi. Mấy cái lộn với ảnh. Mình kêu ảnh đói bụng thì ảnh đi ăn đi nha. Cái mặt ảnh ngầu, mình nghĩ ảnh đói bụng. Thì dưới khách sạn thì nó có chỗ ăn sáng đó, đói bụng thì ăn đi. Ai kêu ngồi chờ mình mà nhịn đói mà cái bụng, cái mặt trùng ngột. Cái anh nói á, ảnh không đói bụng, ảnh biết là đói bụng thì ảnh đi ăn. Ảnh lớn tuổi rồi, không cần phải đợi nhắc. Mà mình nghĩ là đói bụng nên cái mặt trùng ngột, nên ngồi đó mình kêu đi ăn. Còn ảnh nói lại á, là ảnh đói bụng anh sẽ biết đi ăn. Đừng cứ kêu ảnh đi vậy, nên cái mặt ảnh không có vui. Dạ em biết rồi, mai mốt em không có kêu nữa nha. Ok, my apology. I'm sorry about that. I'm sorry I yell at you. Yeah, I'm sorry. I'm just talk. You were angry, and that means you thought I was angry. I was not angry. Okay, because I don't know. That's why you saw me for your face about like this, and that's why I talk that. If you say okay. Yes. Dear. My apology. Yes, dear. I'm really, I'm really sorry, dear. Sorry, my sorry, dear. Yes, dear. Okay. Okay. Good. But you smile or we smile. That's very nice. You know that? I know that. Okay, that's good. We travel. We have a trip. We make a nice trip. We don't angry or hungry about whatever. That's okay. Not a big problem. You know me? I know you? Yeah, okay. We understand it all the last we can do. What's the problem? Whatever. Understand about that? Understand. Good. Good student. I teach you a lot. Yes. I taught you a lot. Good. That's why now you can say you like my eyes. Okay, yes. I love your little twinkle eyes. I know. That makes me better. No, but it just means I like it. Okay. Đi mấy cung đường này cảm giác như đi là đi cung đường khúc Long Thành nữa. Thấy
giống ghê luôn. Hôm nay thì trời nó không có được nắng nên quay cái nghĩ cũng không được đẹp, nên muốn nói lòng một chút vậy thôi. Cảm giác nếu mà cho mình một cái chiếc xe máy mà mình xuống mình chạy là cho mình thấy chắc là y chang như Việt Nam chứ không có gì khác hết trơn. Cái đường, cái đường này nó dốc, nó không phải là bốn năm len như mấy cái đường bự kia. Đường này nó nhỏ và hai bên thì cây nó cũng không được chăm sóc nhiều giống như mấy chỗ kia, nó chăm sóc cây bằng thẳng rồi. Còn đây cỏ nó mọc tùm lum tùm la ha, nó không cắt cỏ ha, là dạng như từ trồng bông nhỏ nhỏ vậy, nó thấp thấp nhìn giống như cảnh của Việt Nam mình. Việt Nam mình giờ cũng gần được có những cảnh này đó, cao tốc Long Thành Đầu Dây gì đó, có cảnh na ná vậy nè. Thế giới Việt Nam quá. Khu này là vô thành phố, gần thành phố rồi nên cái cảnh nó khác nữa không, cảnh nhà hai bên được nhiều đó. Cảnh những cái bảng quảng cáo tách nó lên xem the commercial side. Dạ không, giờ vô cái cảnh thành phố hồi nãy, cái cảnh quê giờ cảnh thành phố nè. Từ cái khách sạn nó qua đây nãy còn 20 mau nữa, cũng cách tiếc hơn thôi. Là nãy khúc kia là khúc quê rồi nha, còn khúc này là nó tòa nhà lớn ha, xe rồi bảng quảng cáo nè, nó nhìn nó khác nè, khác. Đẹp quá, nhìn cái này mình nghĩ sao mà Mỹ nó phát triển ghê gớm luôn. Từ từ phát triển cũng giống như Mỹ thôi ha, mà người ta đi trước mình biết bao nhiêu tòa nhà rồi cái gì nó cũng bự không à, cao. Cái này là bên New York State thôi, còn vô cái thành phố New York nữa kìa, giống như là cái khu mà cái tháp này nó ở là Buffalo City. Còn New York City là nó dạng, nó là dạng là thành phố lớn của cái tiểu bang New York, giống như là cái này là nó là cũng là một thành phố của Buffaloville, đó là Buffalo, không biết ai có nhìn thấy chữ Buffalo không? Đó, Buffalo có nghĩa là mỗi tiểu bang thì nó có nhiều thành phố vậy đó, trời nó đẹp quá. Đó, quay lại. Thì cái thành phố này nó cũng nói chung là cũng phát triển nha, thành phố này giáp ranh giới nhiều hơn Canada nè, nó cũng phát triển. Mà bên thường là mình biết New York nhiều hơn, New York thì có nhiều cái tòa nhà cao hơn ha, đó, bởi vì nó khủng bố, nó đánh vô tòa nhà cao ở New York á. Thì nếu mà mình có dịp thì mình sẽ quay qua cái hai tòa nhà đó và bên lên cái tòa nhà cao nhất ở cái thành phố New York luôn ha, hay là những cái cảnh mà đi gần tới cái tháp rồi là mình thấy nó khác ghê không? Vì cái khu kia nó vắng mà không ai làm gì hết trơn, lại khu này nó phát triển. Ở vì đất đai nhà cửa này ở đây thì sẽ lên giá thôi, còn vùng kia thì không ai mua ai ở hết trơn, quá trời đẹp ha. Rồi coi một cái tham khảo nè, chúng coi tiếp. Băng qua cái cầu băng qua cái bên sông này luôn nha.
Narafil, có cái tháng tên Narafil. Another casino. By the same Indians. Yeah, but another. Yes. Casino này với casino mà mình thăm mình đi qua rồi đó là nó cũng dạng giống vậy, nhưng mà cũng là cũng người của gốc rễ của Mỹ hồi xưa ha. Cái này giống cánh đồng lúa quá trời. That's what the field, darling. That's some sort of something. Yeah, I think wheat field. Wheat field. No, that's a swamp.
giống như cái cánh đồng lát gì của Việt Nam mình mới trời. Có tai nạn gì trên đó là tính phút trên thì đang đi tới nó rồi coi tai nạn sao thì nó thấy welcome to city of Naga for Niagara for River. This is river. River. Đẹp. Oh, cái đó là Niagara. Is this the one where I get up? Yes. Oh. Ừ, cảnh sông cảnh biển giống mấy cái cầu gì kìa, Cần Thơ rồi mình đi nọ quá, nó về đi vậy thôi. Lộng na ná. Quay là mỏi tay quá ha. Cái cầu hồi nãy chỉ nằm trên đó là mình thấy cầu nè, nó cầu qua rồi. Nó cầu hồi nãy nằm trên đầu, giờ nằm trên đầu lại đó. Cảnh ở đây nó đẹp quá. Cảnh đẹp quá, tuyệt vời luôn nha. Đứng ngoài đường phơi nắng vậy đó. Đó. Xe cảnh sát ở đằng đó đó. Lên bự bự không nó. Nhầm nhầm vô cái này rồi, vô cái cao. Even take it. What do you do there? Some sort of party. Những cái này nó bự, người ta lên đây, người ta đậu xe xong rồi, người ta đậu xe xong rồi. Qua cái thác đó, không biết thác đó cục nào, đi mới biết nè. Còn máy bay trực thăng nó bay vòng vòng rồi. Nó bay. Dallin White have helicopter. Helicopter, they go there. Helicopter. That's to Canada, I can't go there. Really? Why is Bucking Ben a lot of money? $20 for Bucking. Yeah. My god. Đó, cái này xem Việt Nam nha. Má nó chụp mấy cái chưa bậy. Cái chỗ nào mà là những cái khu trung tâm á là nó kêu là đậu xe là giá xe là mấy chục đồng á, 20 đồng cái giá xe á. Ừ. Đổ ngoài đường cũng vậy, nó có bãi đổ xe cho mình đổ đó đi, nếu không đổ ngoài đường thì mất tiền. Niagara Falls, what is it? This is building for what? False parking. Center. Oh, not a false center. $20 all day.
Tết, ok. Đậu xe cũng mất tiền hả? Nè, $20 on day nè, này cảnh giống Việt Nam ghê ta. Mấy cái chỗ mà khu mà ăn chơi nhiều là giữ xe. They can make a lot money for that, you know. Ooh, first time I saw about that in your country. I think just in my country. Because here in Canada, I think they do some that. Anytime there's a an event. Event? Oh, do they event? Giờ kiếm chỗ đổ xe, kiếm chỗ ăn cái đã. This big Bennett. Nhìn cảnh này giống Việt Nam quá nè. Bán quần áo đâu có 2-3 đồng, giống như mấy chục ngàn ở Việt Nam mình đó. Y hệt mắt kính đâu cũng vậy nè. Bán đồ sỉ lẻ đại hạ giá luôn ha. Đó, khu này nè. Visitor Center Parking One North. Cái này đi mặt trước, nhìn đi mặt này ha. Từ đây. Why they take the helicopter? Helicopter. That means they go Canada. Right, Alan? Can. I don't understand about that. Vô trong này nó giống như một cái hội chợ. Hội chợ kiếm đồ ăn. Nó bụng quá, gửi xe cũng kiếm chỗ. Đó, giống như hội chợ Việt Nam thì cũng có những người để chơi trò đủ kiểu hết luôn. Chơi này chơi kia. Traveling Creations is here. Traveling Creations microwave bowl holders. Never seen one of these before. Microwave bowl holders. And you know, when you take that bowl out of the microwave and it's hot, well, guess what? She made a bowl for her. A bowl cover. And she just gave me a baseball one and worked with my wife. Kiếm cái gì ăn không biết. Kiếm cái gì vậy? So go see my friends over at Traveling Creations. Kettle corn shop, of course, is here, flinging out bags and bags of kettle corn. And they told me they got some of the best lemonade over there, ice cold lemonade. So meeting place is back here. The Italian sausage and chicken souvlaki's and gyros, and looks like they got some fried Oreos over there, which you need or not. Oreos are good just the way they are, but man, even better when they're fried. So go check that out. Rock Burger is here. Rock Burger, they told me. Có những gian hàng. Kim đồ ăn coi, trời ơi, cho tô hủ tiếu chài ăn coi. Nó là bụng vừa cố luôn. Alan, you can eat meat. It's okay. Oh, it is. A free week. Say that. That's the meal of the pork. Might you die. Đi đội bộ mệt quá. Cái thác, nói chung là gần thác thôi chứ chưa tới thác nha. Ở đằng kia đó.
ta xếp hàng qua đi. They need a bus. Everywhere. Nghe thác gầm gầm một đó là cung cung viên á. Gầm gầm ở đây. Ôi, cảnh đẹp quá à. Thác này mà nó đổ xuống gầm 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 luôn á. Cây bằng của Canada ha. Xung quanh đây go over there darling. Yes. Đó, nhiều người ta đi đường bên đó ha. Đó. Trên thì có máy bay bay ha. Đó. Well, I won't take picture. Có cô dâu chú rể là đám cưới luôn nha. Quay luôn. Đám cưới kiểu Mỹ luôn. I can make video, why not? Yeah, you do. Đó. Mục sư đứng đó nói đó. Đi, go. Đó, nhiều người tôi ra đây quá trời. Yeah, I know. That you go down and get wet. Đẹp quá. Salatan Hotel ha, đóng Việt Nam mình có ở quận nhất à, Salatan Hotel. Salatan Hotel. That's very nice, see? Đó, cái này thác ở trên thượng nguồn đổ xuống ha, gầm 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 từ trên kia ha, đó, quay xuống nè. Ở bên kia, bên phía bên kia cũng có nè. You see on the far side? Oh, yeah. Đó, này, nhìn cái đó là cái thác trên đổ xuống nè. Ok go. Quá trời người luôn, quá trời người đi coi luôn. Đó, thác này ở dưới nó có cái tàu ha. Đó, mình muốn đi đâu thì mình lấy cái tàu nè. Đó. Đây. Kìa. Đó. Kìa đó. Có nhảy múa gì không biết. Đẹp quá trời đẹp luôn. Phải nói là cảnh nó đẹp. Ôi vòng vòng quá cho người coi luôn. Đó trên kia có cái cầu. Trên kia có cái cầu thấy không? Có nhiều người đi qua nè. Có nhiều người xung quanh quá trời người coi luôn. Có nhiều người xung quanh. You know? Take picture of me. Wait. Like this, you know? No, 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 no. Come here, come here. And that's real. I do this, you rule the cheese, you know? I go in front.
Okay. That's your horn beat. Okay. And you take picture in here. Okay. Canada over there. Oh, bên đó là Canada. Oh, that get wet. They give you rain jacket. Okay, later. I go here first. Okay nè. Nếu mà ai muốn xuống dưới thì xuống nè. Bên đây màu xanh nha. Là mấy người xuống á. Còn ở bên kia là màu đỏ của Canada nè. Đó, màu đỏ của Canada đó. Yeah, Canada. Canada, yes, I saw about that. Đó, bên đây là màu xanh nè. Ai muốn xuống dưới là nước là nó ấy nè, ngập xuống nè. Đó, chụp hình. Đó. Doesn't come here. Look, that's way I want the side like this, you know. Yes. There's a lot of people here. We cannot take a good picture. Careful. See? That's boat from Canada. Yes. Đó, cái tàu ha, cầu rồi này nha. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. À, người này tạo đi vòng vòng á. You want have to take it like that, we go like this, darling. Huh? We can go take it, huh? We can go like this. Down there, yeah. Okay, giờ đi xuống dưới nha, mặc áo màu xanh vô nha. Để đi qua cái cầu nè, đó, đi ra tàu, đi vòng vòng để tham quan cái thác ha.